Tuyền xin chào tất cả các bạn. Các bạn khỏe không? Tuyền chúc cho các bạn một ngày mới luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay hồi sáng các bạn, Tuyền đi chợ, Tuyền có mua được cái ốc này nè các bạn. Mà ốc này ở Việt Nam mình hình như là người ta kêu là ốc hương, mà ốc hương biển các bạn. Thì rất là thích thú là hôm nay Tuyền mua được ốc nhỏ. Thường ốc hương biển các bạn thì nó to lắm, thì Tuyền cũng lấy vài con to nè. Tôi lấy vài con to này, nhưng mà đúng ra ốc hương biển này thì con nhỏ nó ngon hơn. Hồi sáng các bạn biết không, những con ốc này nó còn bò ở trong cái chậu của cái người bán luôn đó các bạn. Cái người bán ốc này là cái người Hà Lan các bạn. Họ bán 3 ký ốc là 10 đồng, hết một cái rổ như là 3 ký nè các bạn. Thì thường á, Tiền mua về Tiền cũng hấp lên rồi ăn với nước mắm gừng. Nhưng mà hôm nay Tiền chế biến ra tí xíu, đó là Tiền xào. Tiền sẽ cho ốc này Tiền đã rửa sạch sẽ rồi, cát đá đồ là sẽ đã trôi đi hết rồi nè các bạn. Các bạn thấy con ốc không? Nó vàng mà nó rất là ngon luôn, nó mập. Cái thịt của nó lòi ra ngoài luôn nè các bạn. Thì cái rổ này là Tiền có tổng cộng là 3 ký, 3 ký ốc là 10 đồng. 10 đồng thì khoảng là 260.000 tiền Việt Nam mình đó các bạn. Thì Tiền có đây là vài cái lá chanh nè, một trái ớt nè, một nhánh gừng và vài cái tỏi, đường và bột niêm gà các bạn. Tiền xài bột niêm gà này nè các bạn. Và Tiền có đây là một ly nước để tí nữa là mình sẽ làm nước mắm gừng. Tiền xin mời tất cả các bạn xem video cho vui. Bây giờ Tiền sẽ bắt tay vào Tiền xào. Và Tiền còn một món nữa, đó là sả nè các bạn. Thì ông xã Tiền lấy sả cho Tiền rồi. Ốc mà thiếu sả thì ốc sẽ không còn ngon nhiều nữa các bạn. Tiền xin chào tất cả các bạn. Thì đúng ra đó là Tiền mua tổng cộng được 3 kg ốc các bạn. 3 kg ốc là 10 đồng, 10 euro là khoảng 260.000 tiền Việt Nam mình đó các bạn. Nhưng mà Tiền không có xào hết 3 ký, mà Tiền xào khoảng 1 ký thôi, Tiền và ông xã ăn thôi. Bé Linh thì chưa quen ăn cái này lắm các bạn, thành ra là Tiền chỉ soạn một tô thôi, Tiền xào một tô thôi. Và bây giờ Tiền sẽ bắt lửa lên Tiền xào các bạn. Ông xã thì ông xã Tiền cũng vừa mới đi làm về, bây giờ Tiền bắt cái chảo lên Tiền xào, làm bằng xả bầu. Kệ nó có cái hương vị xả cũng thơm đấy các bạn. Có hơn không? Thì đây là xả bào mà Tiền mua họ đã đông đá nè các bạn. Có 3 cái tỏi nè các bạn. Tiền sẽ cho tỏi nhiều nhiều ở đây cho nó thơm các bạn. Và tỏi á, Tiền sẽ để nguyên vỏ luôn các bạn. Bây giờ cái tỏi mà mình để nguyên vỏ đó, thì cái tỏi nó rất là thơm các bạn. Tiền sẽ để nguyên cái vỏ tỏi luôn nè, Tiền xào cho nó thơm. Thì bây giờ chảo Tiền đã thấy nóng rồi, Tiền sẽ cho dầu vào. Mình cho dầu nhiều nhiều xíu cũng được đó các bạn. Tiền cho khoảng nhiêu dầu đây. Và Tiền cho vài tép tỏi vào. Thì các bạn biết sao không, khi mà tỏi mà mình để nguyên cái vỏ đó các bạn, mình xào á, thì cái tỏi nó rất là thơm các bạn. Cho tỏi vào rồi. Và sau đó Tiền sẽ cho sả vào. Và sả đó các bạn, Tiền đã cho vào rồi, thơm lắm các bạn ơi. Bây giờ Tiền sẽ cho vài cái lá chanh vào. Vài cái lá chanh vào để cho nó cái tăng cái mùi vị thơm hơn nữa các bạn. Thì đã cho trong này là có lá chanh nè các bạn, có sả nè, có tỏi nè, rất là thơm luôn các bạn ơi. Thì bây giờ Tiền sẽ cho ốc vào. Tiền thích xào kiểu này lắm các bạn, tại vì xào kiểu này nó rất là ngon các bạn. Khi mà nó thấm là vị á, nó thơm mùi sả, mùi tỏi, mùi lá chanh đó các bạn, thì các bạn ăn rất là tuyệt vời luôn. Ốc thì đã cho vào cái chảo này nè các bạn. Hồi sáng thì mua ốc này nó vẫn còn bò ở trong cái chậu luôn đó các bạn. Thì sau đó Tiền sẽ cho cái bột niêm gà vào. Cái bột niêm gà này đậm đà lắm các bạn, mình không cần phải bỏ miếng gì nữa đâu các bạn. Thì các
bạn đi cho ốc này á, nó không có ra nước các bạn, thì mình sẽ cho một tí nước nước nấu chín vào. Tại vì ốc nó không có ra nước mà mình không cho nước là mình sợ chén cái chảo đó các bạn. Thành ra là mình cho một tí nước vào cho ốc nó chín thật là chín hơn, và cái chảo của mình nó sẽ không có bị chế chảo các bạn. Và sau đó mình sẽ lấy cái nắp nồi để mình đậy lại. Cái mùi thơm quá thơm luôn các bạn ạ. Và sau đó Tiền sẽ cho hết cái mớ sả còn lại vào. Cái mớ sả đông đá này các bạn, cái mớ sả mà sả bào đó. Tiền không có sả cây thì Tiền cho sả bào vào cũng được, để cho nó tăng cái hương vị hơn các bạn. Và còn vài cái lá chanh lại nè, Tiền cũng cho vào luôn. Và sau đó Tiền sẽ lấy nắp nồi Tiền đậy lại. Thì bây giờ Tiền sẽ lấy cái nắp nồi Tiền đậy lại các bạn. Và mình mở lửa cho nhỏ lại xíu. Từ từ ốc nó chín từ ở ngoài vào trong đó các bạn. Thì mình để khoảng 15 phút, sau đó mình dở nắp lên, mình sơ ngang lại các bạn. Các bạn biết không, khi mà thời gian mình chờ cho ốc nó sôi đó các bạn, để mà nó chín từ từ đó, thì Tiền sẽ sắc ớt ra. Các bạn biết không, khi các bạn xào ốc á, các bạn bỏ một tí ớt vào á, nó cay cay ăn cũng ngon lắm các bạn. Tiền sẽ cho Tiền sắc ớt sẵn. Tiền sắc ớt sẵn Tiền để đây. Ốc á, Tiền xào cũng được khoảng 10 phút rồi các bạn. Thì bây giờ Tiền sẽ dở nắp ra. Và sau đó Tiền sẽ lấy hai cái chiếc đũa bếp, Tiền sẽ dở nó ra. Khi mà mình xào đó các bạn, mình cho cái mặt ốc nè nó xuống dưới nước gia vị á các bạn, thì cái nước gia vị này nó sẽ thấm vào ốc nó ngon hơn. Chứ cái vỏ ốc thì làm sao mà gia vị nó thấm vào được các bạn. Mình sẽ cho cái mặt con ốc úp xuống, thì cái gia vị nó thấm vào nhiều hơn, nó ngon hơn. Và tiếp tục Tiền sẽ đẩy nắp lại. Mình không cần mở lửa lớn lắm đâu các bạn, mình mở lửa vừa vừa thôi, để cho cái ốc nó chín thật là chín đó các bạn. Và bây giờ Tiền sẽ xắt vài lát gừng ra. Tí nữa Tiền sẽ bỏ vào luôn cho nó thơm các bạn. Mình xắt sợi ra, to to không được, để vào đĩa này. Thì còn cái gừng này Tiền sẽ làm nước mắm. Tiền lấy cái chén này Tiền làm nước mắm. Và Tiền cho vào đây đường. Mình cho khoảng nửa cái chén nhỏ này nè các bạn. Khoảng một muỗng canh đó, khoảng một muỗng canh đường các bạn. Và Tiền xắt hết cái gừng này Tiền bỏ vào. Mình bỏ vào đây, tí nữa mình giả lên các bạn. Và Tiền xài một tép tỏi thôi. Thì Tiền sẽ lấy một cái lát ớt này Tiền bỏ vào. Đây Tiền sẽ đi giả nước mắm gừng các bạn. Bây giờ Tiền sẽ giả nước mắm gừng các bạn, nhưng mà hơi ồn nhé các bạn nhé. Các bạn giả nước mắm gừng á, các bạn giả gừng ớt tỏi càng nhuyễn thì nước mắm nó càng ngon các bạn. Bạn thấy nè, Tiền đã giả nước mắm gừng rồi đó các bạn. Tiền giả ớt nè, tỏi nè, gừng nè vào trong cái chén này rồi, rất là ngon luôn các bạn. Thì giờ Tiền sẽ cho chanh vào. Trái chanh bên đây có màu vàng rất là đẹp các bạn. Thì sẽ cho hết nửa trái chanh này vào. Hòa tan cái nước chanh này vào trong cái đường dưới cái tỏi này nè các bạn. Các bạn thấy cái màu sắc rất là hấp dẫn không? Mình sẽ đánh cho đường nó tan ra. Và sau đó mình sẽ cho nước mắm vào. Bây giờ khi mình làm cái nước mắm chanh tỏi ớt này nè các bạn, với gừng nè, thì mình sẽ ăn cái ốc đó, nó rất là mắc, rất là ngon các bạn. Bây giờ thì ngửi mà thì chảy nước miếng rồi đó. Ngon quá. Thì sẽ cho nước mắm vào. Mình cho khoảng một muỗng ăn canh thôi các bạn. Đây là muỗng cà phê nè, thì cho một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Thì sẽ cho bốn muỗng cà phê. Trước tiên mình cho bốn muỗng cà phê thôi các bạn. Và sau đó thì sẽ đánh tan đường ra, hòa tan cái nước này các bạn thấy không? Một cái độ sệt rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn. Thì sẽ nêm lại.
Ngon quá các bạn ơi, rất là ngon luôn. Và bây giờ Tuyền sẽ mở ốc lên Tuyền coi. Wow, ngon quá các bạn ơi, thơm lắm luôn á. Các bạn thấy nè, thì nãy giờ Tuyền xào là cũng khoảng được 15-20 phút rồi đó các bạn. Các bạn thấy nước này đã rút hết rồi nè. Thường người ta nói ốc này nếu mà mình xào chín quá nó cũng bị dai đó các bạn. Thì bây giờ Tuyền sẽ cho cái gừng và cái ớt này vào. Và sau đó thì sẽ lại nắp thêm khoảng 5 phút nữa các bạn, thì sẽ cho ra ngoài cái đĩa. Cái món ốc xào này cũng làm lẹ lắm các bạn ơi. Đây, nước món gừng mình đã đem ra bàn rồi. Cái đĩa này tí nữa mình sẽ có để ốc lên các bạn. Tiền có cái cây này nè các bạn, để mà xỉa ốc nè các bạn. Hai cái cây này để mình xỉa ốc nè. Các bạn, ốc Tiền đã thấy được rồi, Tiền sẽ cho vài cọng ngò rí vào các bạn, để cho nó tăng thêm hương vị nữa các bạn, cho nó thơm hơn. Các bạn ơi, bây giờ chảo ốc đã chín rồi nè các bạn, ngon lắm các bạn. Bây giờ Tiền sẽ cho ra cái đĩa. Các bạn chỉ xào đơn sơ vậy thôi, các bạn ăn là hấp dẫn lắm, rất là ngon luôn các bạn. Wow các bạn ơi, các bạn thấy cái đĩa ốc các bạn thấy thèm không, thấy hấp dẫn không? Ngon lắm luôn các bạn, tuyệt vời luôn. Tiền xào rất là đơn sơ các bạn, một tí sả nè, vài lá chanh nè, một trái ớt sừng trâu của mình đó các bạn, rồi một tí gia vị nè, rồi mình xào lên khoảng trong vòng 25 phút là có một cái đĩa ốc ngon tuyệt vời luôn các bạn. Wow, ốc nó mập mà nó vàng các bạn thấy không? Rất là vàng, rất là ngon luôn. Cái chén mắm gừng nè, Tiền làm nè, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Các bạn làm cái mắm gừng á, sạch sạch vậy nè, thì nó ngon các bạn. Một cái đĩa ốc rất là tuyệt vời, hấp dẫn luôn. Cái tô này Tiền sẽ đựng vỏ ốc. Các bạn ơi, nói đến đây là mình đã thấy mình thèm lắm rồi. Rất là ngon luôn các bạn. Thì Tiền xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món ốc xào với mình nhé. Bây giờ Tiền sẽ tạm gọi cái món ốc này là ốc xào gừng sả ớt. Nhưng mà mình không có xào có nước mắm đồ vô các bạn, chỉ xào sơ về thôi với lá chanh nữa thì rất là ngon. Nói tới đây mà Tiền đã nhiều nước miếng rồi. Thì Tiền sẽ cho một tí nước mắm vào trong cái chén này. Đó các bạn thấy nè, nước mắm mà múc lên mà nó kẹo luôn á các bạn. Tiền xin mời các bạn thưởng thức cái món ốc xào với Tiền nhé. Tiền sẽ ăn thử và Tiền sẽ kể cho các bạn nghe. Tiền lấy cái con ốc to nè. Đây cái con ốc này các bạn thấy nè. Đây cái con ốc nè, các bạn thấy cái con ốc không, nó vàng như vậy nè các bạn, nó vàng mà thịt nó nhiều, thật là nhiều luôn các bạn thấy không, rất là sạch luôn. Ốc này sạch lắm các bạn, tại vì ốc này là ốc biển. Mình chấm cho nước mắm gừng nè, các bạn thấy nước mắm gừng nè, nó kẹo nè. Ngon quá. Thì xin mời nhé, thì xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức món ốc xào với Tiền. Ngon quá các bạn đây. Ốc nó không có dai các bạn, mà nó có cái độ mềm, giòn, rất là vừa ăn, gia vị rất là vừa ăn các bạn. Và cái mùi thơm của ốc rất là thơm các bạn, nó không có bị tanh các bạn. Mà ốc rất là mập, mình ăn cái thịt đó nó giòn mà nó rất là ngon. Đặc biệt là nước mắm gừng này nè các bạn. Và khi mà mình xào ốc như vậy nè, mình ăn nó thơm mùi lá chanh nè, mùi sả nè, mùi ớt nè, rồi mùi tỏi nữa các bạn, rất là ngon. Đó các bạn thấy nè, con ốc nè, mình lấy ra cái ruột ở trong này nè, nó vàng luôn các bạn, nó không có bị dơ, nó không có gì hết á các bạn. Mình chấm vào một miếng mắm, mình chấm vào một miếng mắm gừng này. Ngon quá, tuyệt vời luôn các bạn ơi.
Ngon quá. Thì nghĩ mà mình xào cái món này nè, các ông xã cũng thích lắm đó các bạn. Tại vì nhậu cũng ngon nữa các bạn, mà ăn không cũng ngon nữa. Nè các bạn thấy nè, ngon, nó vàng ơi là vàng luôn, mà nó không có dai tí nào hết các bạn. Từ khi một mình Tiền á, Tiền ăn cái kilo ốc luôn á, tại vì Tiền rất là thích đồ biển, Tiền mê đồ biển lắm. Cái con này bé nè các bạn, mà các bạn thấy không, thịt nó vẫn vàng tươi à. Cái mắm vừa đậm đà ngon lắm các bạn ơi. Cái món này mà nhậu ăn vả cũng rất là tuyệt vời các bạn, ngon lắm. Vị Tiền cho vào rất là vừa. Tiền chỉ cho khoảng một muỗng cà phê bột nêm gà thôi các bạn, chứ Tiền không cho gì nữa. Tại vì thường ốc này nó như biển nó đã mặn sẵn rồi các bạn, thành ra các bạn cũng đừng có nêm mắm muối nhiều quá thì nó sẽ không còn ngon nữa, và nó sẽ rất là mặn luôn các bạn. Tiền sẽ ăn con này nữa. Thì Tiền cũng xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video của Tiền. Tiền xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Và đừng quên đăng ký kênh của Tiền bằng cách là like, share và đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí để có nhiều video mới xem. Tiền xin chào.